Soldiers of the Last Man Battalion, this is your commanding officer, Lieutenant Colonel Charles Bliss. There were those among us who were angry when the decision was made to leave us behind. Leave us to die, as some people said. But I looked around at this city, and I saw opportunity. I saw what it had been. And I saw what it could be once again if someone had the guts to fight for it. If there were men willing to go out in the streets and take them back from the degenerates and lowlifes who ruled them now, to do what the cowardly government and its fearful, weak soldiers were too afraid to do, and to cut down all the liars and murderers and thieves who stand in the way of peace. We will not look back. We will not compromise. We will do whatever it takes to ensure a better tomorrow for all those who stand with us. And those who stand against us, may God have mercy on their souls. Bliss out. Tell me we got that. Because goddammit, I'm not doing it a second time. Captain, see if he sticks. Roger that. On your feet, you. You will regret this. You there! Hey! Give me that! Và ok, bây giờ mình đã đủ người trong team. Bây giờ mình sẽ làm cái nhiệm vụ áp chóng Russian Consulate. Ok, chúng ta sẽ vô luôn. Bắt đầu nhiệm vụ luôn nè. Chúng ta phải đi tìm hiểu investigate hả? Mình không biết trong đây nó có đám gì không. Mình sợ kiểu như có địch. Vừa mới nhắc luôn. Má chuẩn mẹ luôn. Chưa kể có shotgun nữa kìa. Má thanh niên cầm shotgun. Quá tỉnh. Quá tỉnh luôn á chứ. Cầm shotgun bang 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 như đúng rồi, lúc nào kiểu như cảm tử vậy. Mình cứ tưởng nó kiểu như là quân cảm tử vậy. Đi bang bang lên đầu tiên để kiểu như lúc nào cũng chết đầu tiên á. Ồ má, mình cầm súng ngắm hay vãi. Còn có thằng nào mấy đứa. Ở với lại mình đồ mình có skill đặc biệt, nó kiểu như là cứ khoảng mình giết được nửa đứa hoặc là những cái đam gây đam critical đam á là mình được giảm, mình được tăng 7% máu. Và 7% mà mình giết khá là nhiều. Cho nên nó là vấn đề 7% đó rất là nhiều so với một số người. Và 100% mấy các bạn khiến 7% mà các bạn giết cho chừng 10 đứa là các bạn lên tới 70% lại rồi. Ok. Có gì đó không ổn. Lên em. Mình nghĩ là chắc này quá không phải đặc biệt. Thường hơn nhưng mà có vẻ châu bò đó. Đấy, cái đám này anh cần hết. Đâu rồi. À đây. Bé yêu. Trốn kỹ vậy bạn. Má chờ chúng ta đi triệt tiêu the LMB. Vãi trưởng. Nè, đúng rồi, cái chỗ này là Last Man Battalion luôn á. Là hình như cái faction cuối cùng á. Fashion cuối cùng mà mình phải đánh hồi chút trước là mình mấy phần trước tập trước á là mình đã đánh tụi Rioters rồi tụi Rikers gì tùm lum la mình đánh trơn rồi đó. Bây giờ chỉ còn mỗi Last Man Battle Lion là mình chưa đánh thôi. Và bây giờ mình đúng kia là đánh cho bò rồi bắn không cần vô cover để bắn mà. Đánh cứ hang nghiêng mũ quốc thôi chứ sao vậy. Ok, nãy giờ mình tốn 100 viên đạn rồi đó. Tính cả việc mình hồi đạn lại thì nãy giờ mình mất có 100 viên đạn, khoảng cỡ đó, gần 100 nhưng mà có restock kìa. Hay quá luôn. Ok, 200 mấy, full đồ luôn rồi đó. Ê, cái này là mình nhớ kiểu Assassin's Creed đó.
Ơi chết mẹ. Không mình như đồng đội nó không bị ăn đam cái chỗ này được cái chỗ đó. Chứ đã mình quá mình quăng nhầm quá ta. Nãy quăng nhầm một phát cái gì nãy xong quăng nhầm. Mình tự hỏi là kiểu như là nếu mà địch vô cái phần hồi máu của mình nó có được hồi máu không ta? Hay là chỉ hồi trên đồng đội thôi ta? Máy may này giờ level thấp rồi. Đồ không ngon nữa. Wow, thường máy này chở bom bom khói không mà ha. Nạp đạn đi kia. Nó nạp, mình đây nạp đạn đi chứ. Chỗ này. Wow. Ê, what the fuck, dân chơi. Dân chơi teleport kinh vậy. Một phát qua tới bên kia luôn. Headshot ngay. Để revive lại cho đã. Và tiếp rồi. Má công nhận mấy cái súng mà đạn nhiều đã bắn đã ghê luôn. Bắn đã lắm luôn. Hostile inbound nữa hả? Vô chơi tới. What the fuck? Má hàng đó như cầm shotgun. Xong cái thanh niên này xong vào một phát ăn nguyên một viên đạn. Nice man. Ok, nói chung mình cứ lụm hết đi, mình đem về mình bán để mình đổi lấy đồ vàng. Hiện tại giờ đồ mình cũng gần tím hết rồi. Nhưng mà mình vẫn thích đồ vàng hơn, đồ vàng nó xịn hơn tất nhiên rồi. Nhưng mà các bạn có thể tìm mấy cái đồ đó bên trong Dark Zone thì nó sẽ hay hơn. Tuy nhiên thì bạn vẫn có thể mua nó với giá rất là mắc, 400 mấy ngàn cho một cái súng. 480 mấy ngàn mình nhớ là vậy. Và 480 mấy ngàn bộ các bạn phải chơi, cái gì bạn cũng phải lụm, cái gì bạn cũng phải đem bán. Kiểu như bạn phải cân nhắc đông đo kỹ lưỡng lắm mới có thể có 400 ngàn để xài và để mua súng như thế. Nhưng mà được cái là sau khi end game thì 400 ngàn cũng chả là gì đặc biệt với các bạn. Để coi. Ô hay quá coi. Nó né. Team mình hay vậy, móc lớp hay vậy. Để spot coi nó nằm đâu. À đây đằng sau từ một thằng chính ốc. Chưa kịp ra luôn, chưa gì suppress luôn rồi. Mày nghĩ cây mày chơi nổi cây tao không? Má đứng canh nó sẵn luôn mà. Này thì rút cái đầu ra bố đợi mày nãy giờ. Đâu rồi, đây còn có thằng. Đó, secure the server room. Có ra nữa không ta? Mình nghĩ là chắc còn ra nữa. Giờ mình phải trong trạng thái đề phòng cảnh giác tụi này. Không thể tin được, rất là khó tin. Ok, vậy chúng ta làm cái gì đây ta? Một thanh niên nào đó vô làm cái gì đi chứ. Sao vậy? Bấm đi. Ở ngoài đây cái skin có một skin màu cam nên mình gắn vô cái súng chính của mình. Nhìn nó không được đẹp cho lắm nhưng mà nhìn nó cũng đỡ hơn cái màu ban đầu. Mình đang cố gắng đi tìm cái màu khác thử coi xem có màu nào đẹp đẹp không. Vẫn đang tìm. Ok, đâu rồi. Gì sao có vẻ như mấy thanh niên này neutralize the LMB. Có chuyện rồi. Đúng rồi, một vàng ra kìa. Lần này thì mình không có đợi, mình không có sợ như mấy lần trước cho lắm. Mấy lần trước là kiểu như né dữ dội lắm, mới kiểu bán dám bắn này nọ. Giờ thì má cứ ra thoải mái, không ngán gì cả. Má máu thì nhiều, đạn thì trâu, má bắn một phát lên dĩa. Má còn sợ gì mấy anh này nữa trời. Thiệt tình luôn á. Má thanh niên này khoái lên đây lắm hả. Má mà cái mấy cái server nó chọn bom gì nữa cũng xài được nữa hả.
Cái cây mình nó hơi giật hơn cái cây mà hồi trước mình đang xài. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn xài ổn, cũng không nên là nè. Má thằng kia nhảy tuột xuống lại. Má gì nhảy lên làm gì ông nội. Má coi cái cây mình nó giật một phát. Hồi trước á, lúc mà mình mới chơi là má bắn một cây súng mà để bắn một phát nó giật từ dưới chân lên tới nóc nhà luôn. Má còn trên đây má giờ lên cây thì nó cũng giật nó đỡ hơn rồi đó. Giờ giống như bắn một cây AK mà đạn cực nhiều vậy. Được cái đam cao đó chứ. Bắn đỡ tiện ghê. Ơi thanh niên chui đâu ra vậy? Ồ tự nhiên có một thằng chạy lên bắn ông nội này, ông nội gục luôn. Và ồ hình như có người ở dưới hay sao ta. Chúng ta coi mình còn quá trời đạn luôn kìa. Ê ê sạch gân kìa. Wow, thể loại gì vậy, thể loại gì móc lớp không mày? Này thì móc lớp dài rác thế không biết. Mà đi lại mình có mấy cái skill mà kiểu như tăng khả năng mà sót cho lên cái kiểu sót kiểu như là cái bạn mỗi lần các bạn bắn đúng không, mà nó sót một cái là nó kiểu như bị giật điện, nó bắn không được luôn, nó buộc phải dừng một chút. Ở trong hồi nãy mình hay cái chiến thuật á là nếu các bạn nào tăng cái sót cho nhiều á là mỗi lần mà bạn bắn hoặc bạn cho bom cái nó sót cho một cái, các bạn lại cầm sọt gun mới bắn vô người đó là các bạn thắng ngay. Thậm chí nhiệm vụ cuối các bạn còn solo được cũng được, không sao cả nếu bạn biết có chiến thuật của bạn như vậy. Nhưng mà mình kiểu như mình vẫn chơi theo cho phong cách an toàn hơn là mạo hiểm. Cái đó mạo hiểm lắm, nhưng mà các bạn đòi hỏi trình độ nữa, không phải muốn là cứ làm thôi. Rồi thanh niên núp kỹ vậy, trốn kỹ quá vậy. Ủa mà có vụ thảy máu nữa hả? Nói vậy NPC gì khôn vậy? Rồi, thanh niên cuối cùng đâu? Thanh niên số nhỏ nè. Rồi để ông nội kỳ sự thằng đó cuối cùng đi. Mình nập đạn ra đó, còn 7 máy viên. Neutralize the MLB, giết rồi đó. Vậy chúng ta mở cái security. Má, cái đường đi xuống màu hồng mới tục chứ. Coi chỗ được stock không ta? Cũng hơn là cái chỗ này có cái chỗ lên đó chứ. Tiện phải trưởng luôn. Restock cái này đi. Assessing security system. Rồi mấy thanh niên đi đâu vậy? Security protocols deactivated. Gì đây kìa? Chắc đồ gì mình full nó rồi. Phòng gì vậy ta? Phòng này có restock không? Mình đang tìm một cái restock. Kiểu như biết là nó nhiều lúc cũng không cần thiết, tại mình nhiều đạn lắm rồi luôn á, mà mình vẫn cứ muốn đảm bảo thôi. Đảm bảo nó vẫn hơn là chơi liều. Ok, trong đây có cái gì mà má thuộc pizza rồi biết uống bia uống rượu kiểu hay vậy. Ôi, mấy thanh niên này đang bắn. Wow, mày ơi, vừa mới nói là mày bị sốc rồi. Địch. Má tự nhiên bị sốc rồi sao trời. Lên em. Đó. Rồi, 9 đứa rồi. Ủa sao thấy có mấy cái mà 9 đứa ghê vậy? The fuck, từ đằng dưới mà khúc đằng sau nữa hả? Căng vậy. Má chả khác gì mình tấn công thẳng vô cái xào huyệt của nó luôn á. Má, nice. Nhiệm vụ có vẻ gây cấn á. Hay. Nhiệm vụ đang nhìn hay chứ. Giống kiểu Assassin's Creed mà có súng vậy. Wow, mém nó bị shock cho luôn rồi. Không phải shock cho nữa mà kiểu như các bạn bị dính effect này nọ. Wow, chín mấy ngàn. Cái này túm này còn tùm tùy nữa nha. Hồi trước mình cũng có một cái súng mà nó kiểu như cũng súng ngắm, nhưng mà nó bắn một viên có 10.000. Cái nó không mạnh bằng cái cây này như bây giờ. Cái này giờ thì nó mạnh nhưng mà nó bắn hơi chậm một tí, kia bên kia bắn nhanh hơn mà nó yếu hơn.
Mình vẫn chọn cái này hơn tại vì nó ăn đam rất là kinh dị. Đấy, có thể không có lần mình bắn một cái đầu mà mình buff skill của mình nữa chứ. Nó chữa một phát là cho 100.000 máu. Đâu là thanh niên này lên cái đã. Tính gì tính. Lên em. Má có anh bảo kê, không sao. Cứ thế mà chiến. Ồ mà thanh niên tỉnh mốt on. Quá tỉnh. Ơi má nãy mình cầm súng càng là mình nã chết luôn rồi. Chèo vào đây coi. Thanh niên ngáo đá tập 1 đó. Hướng dẫn bú đá. Này thì hè đó, đứng ra cũng hơn còn 8 viên á. Đó có lẽ tại sao mình kêu là má mình chỉ cần bất tử đạn là mình coi như mình bất tử mẹ luôn. Ồ ồ shotgun luôn, ghê ta mà máu mình tới 36.000 lượng rồi. Đạn thì không thiếu. Nghĩ sao vậy em? Tự nhiên vô đây vậy? Bắn liên tục còn được nhá. Cái gì đây? Nó thể loại mới. Hồi trước là nhiệm vụ mà mình đi bị tụi nó hành mình, giờ tới lượt mình hành tụi nó. Nó giờ đánh không cần solo luôn mà, ở lộn mà không cần vô cover luôn mà. Đứng nạp đạn thôi. Nạp đạn nè. Đó, chuẩn mẹ luôn. Ồ, có phòng khách sưởi ấm cái kiểu luôn, ghê vậy. Để chụp lại tấm nè. Đồ cái phòng này cũng đã mà không ngờ có thành một cái khu thảm sát luôn á. Á, một cái khu tụi nó đang ăn chơi ở đây hay sao má, một đống luôn. Mà nhà đẹp ấy chứ. Cái này giống cái nhà một cái condo hơn là một cái chỗ để quân đội á, nhìn nó hơi kỳ kỳ. Nhìn bên ngoài đẹp thiệt chứ. Bên trong cũng đẹp, nhìn nó hiện đại mà bên ngoài nhìn nó cổ cổ sao. Nhìn nó là lạ, kiến trúc kỳ kỳ. Rồi, mấy thanh niên kia đâu mất tiêu rồi. Đi lẹ vãi. Má đang lo nhìn mấy thứ gì đâu không mà má mấy anh nghe phóng tới cái gì luôn. Má giờ tới gì ta. Đù màu tím luôn. Qua thử một cái thôi. Má cậu vẻ đang băng ra cái chứ. Wow. Ồ bên phải kìa. Wow, tụi nó bắn kìa. Bên phải luôn. Kinh vậy. Ồ hàng này nó có. Để mình lùi lại coi. Đấy, căng vậy. Để từ đảm bảo cái nào sẽ cưa nguyên khu vực này. Chứ nhiều lúc nó cứ ra giữa trường mình không tập trung bắn được cái con kia. Không có revive không ta? Cái này phải có cái shock jar. Mình chọn bọn nó coi. Có shock jar thì tỷ biến mấy luôn á. Cái con này đặc biệt là mình phải xài shock jar chơi mới nổi. Chứ hầu như là chơi không lại luôn á. Tại vì mình có một lần bắn một con giống y chang vậy nhưng mà bên ngoài tầy chính hay gì á, nói chung là vậy. Đù chết ngay. Xong, ok đó, ngon đó. Talk to the virologist. Mình cũng không hiểu rõ virologist là cái gì. Ok, đạn cũng full mẹ luôn rồi, còn gì nữa. Đâu rồi. Thanh niên kia đó, đồ xanh dương luôn. Vitaly, it's Dr. Jessica Candle from New York. Cái gì? MNB. Giờ làm gì?
Mà sao thì nó cái map nó cứ đỏ đỏ hoài là mình cứ tưởng có ai chạy xuống hay có gì đó gây gớm phong qua sông ra thì đó, mình phải canh sẵn. Lỡ có chuyện gì còn đỡ kịp. Hack the panic room. Hack đi ba, hack đi. Có vẻ ghê. Có gì đó không ổn. Objective complete. Pursue the virologist. Ở đâu trời? Đây đây, cái đi theo hướng nó chỉ nè. Đù, có ngăn hầm bí mật luôn. Ghê ta, có ngăn hầm bí mật luôn, chuẩn mẹ luôn. Ủa cái ông kia đâu mất tiêu rồi. Ủa mà đứng yên tốt đằng kia luôn, không disconnect nhưng mà chắc AFK mẹ rồi. Vãi chưởng. Nè, những lúc quan trọng nhất đi AFK. Đù 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 đù. Có địch, có địch. Đù 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 đù. Có vẻ như mấy thằng cầm sọt gen vẫn cứ thích chậm tử ha. Mặc dù biết không sống lâu cho nên chậm tử cho lẹ. The fuck. Nói cũng hên mình phát hiện hàng cái thằng này á. Chứ không mình cũng biết phải làm sao với cái đống này nữa. Wow 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 wow. Mình đang tính kích hoạt skill đặc biệt của mình lên nhưng mà để delay hơi bị lâu, không biết có đáng hay không. Mình vẫn đang chừa thằng này, chừa cái đó cho thằng boss. U đồ tím rồi, ghê vậy. Đi lầm cái nhẹ coi. Tới hai đứa rồi hả? Đù chuẩn luôn. Có nên bật cái đồ kia không ta? Đù bảy mấy ngàn. 62 ngàn đồ chết ngay. 3 viên rồi lên gì ấy, chỉ cần chuẩn xác là lên. Critical là lên ngay. Defeat Hornet. Kinh vãi nồi. Má màu vàng khè luôn. Má tục vãi. No respawn zone. Oh. Oh wow 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 wow. Má còn 50 viên trong băng, nãy mà chạy không kịp luôn là chết chắc rồi đó. Cũng hơi là mình nâng cấp rất là nhiều đạn, kiểu như mình cũng không có thể. Mấy nhiệm vụ này phải kiếm đạn nhiều quốc chứ, kiểu như mà đạn mà cứ phải nạp đạn đi nạp đạn. Nạp đi nạp lại, mặc dù đam cao nhưng mà nó cũng là cái bất lợi thế. Khi mà cứ chơi phải nạp liên tục như vậy hoài nó sẽ không hay hơn là các bạn bắn một lần luôn. Nó vẫn sẽ có cơ hội đáp trả hơn, kiểu như các bạn nào đó cứ bắn mà cứ nạp đạn hoài á thì nó có một vấn đề khác rồi, còn gì nữa. Lên tiếp nè, đó. Lên ạ, lên ạ, lên nóc luôn nè. Chủ yếu là mấy lúc đầu phải bắn mấy thằng lân cận với cái thằng boss. Để sau khi mà tụi này nó chết hết rồi á, xử thằng boss nó dễ hơn nhiều. Đồ vẫn còn chưa chết nữa hả? Vẫn còn 3-4 thằng luôn mới ghê chứ. Đồ đồ đồ, lùi lại lùi lại, mình nghĩ nên lùi lại. Không chết hả mày? Đó, không chết, bắn kiểu đó mà không chết tao lợi. Quỳ. Đến đổ quỳ luôn á. Đi sao nó ra nhiều vậy? Này thì không chết, này thì không dính đạn, này thì không dính đam. Wow wow wow, cái thể loại gì vậy? Wow wow, lại đây, lại đây, lại đây. Đó, chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Hai thằng 27 nữa là xong. Xong nhiệm vụ nhé. Đó, chuẩn luôn. Mà ông kia có vẻ như vẫn đang bị disconnect. Có vẻ không được bền cho lắm. Đó, này thì né né né. 140 mấy ngàn luôn, địch. Quá hay. Đó, 79 ngàn. Má, mình vẫn cứ chơi theo cách an toàn đi, sẽ hay hơn nhiều. Má, đứng đây bảo trợ được rồi. Không nhất thiết phải lên. Đó, 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 đó.
Nãy mà mình chơi búp skill dam đó là kinh dị hồn luôn rồi, còn gì nữa. Đó, búp skill nè. Đó, 150 mấy ngàn, không chết mới lạ. Trời má, chuẩn vải trưởng luôn. Má, nãy búp skill lên đúng lúc vải trưởng. Hay quá. Có đồ ngon rồi. Russian Examiner Ernest Body. Body của nó nè. Nhớ mà nhặt đồ xong vải trưởng. Body nó đâu? Ủa đâu? Chết cha rồi. Exam, chúng ta phải... xong rồi kìa. Kiểu nên là nó bảo là mình phải kiểm tra xác của thằng Hornet. Ok, 500 Virus Report 4. Ok, chúng ta có một cái evidence mới nè. Lose them, you have earned a trophy. Ồ, má chuẩn luôn. Chúng ta được một cái virus report mới, chúng ta còn nhiệm vụ cuối là nó xong hết luôn. We've got confirmation that green poison wasn't bred. It was coded. Specifically, he picked up on his buddy Chernenko's research about modifying virus genomes in a virtual space, kicked it up a few notches and fed the result into an industrial protein replicator. What came out the other end was a working virus, one he could keep tweaking to achieve maximum effect. By which I mean, dead people. I don't want to get ahead of ourselves here, but I think we've got something. Thanks to you, we have mapped the genetic drift on green poison. Plus, I have ID'd all the aftermarket DNA Amherst bolted onto it. And thanks to those samples you picked up from the survivors, I was able to harvest antibodies against our friendly neighborhood superbug, and that let me lay out a roadmap for a vaccine. Here. Take a look. Normally, I'd take point on the team developing that, but they're a little better equipped to handle it in Ann Arbor. And me? Well, I'm stuck here with you. Which is fine. God knows there's plenty left for me to do here. And with Chernenko and maybe Amherst still out there, all it would take is one psycho asking the right questions. Tell me we're not gonna see that. Please. Dr. Candle, you're needed in the recovery ward. Dr. Candle. Still lots for me to do. Hey. You know we can't survive this again. So please. Và hiện tại là mình vừa mới nhận nhiệm vụ cuối cùng luôn. Ok, để mình lấy đồ kìa. Và có lẽ là trong team mình chỉ còn một người thôi. Hiện tại là mình security với medical mình up lên tới 100% skill, mình cũng đầy đủ rồi. Súng cối đây lại check lại thêm lần nữa rồi. Steam rồi primary cũng cả đống. Ok, ngon lành. Ok, để xem nhiệm vụ nó hiện lên chưa ta. Còn mình nghĩ đây chắc còn một cái nhiệm vụ cuối cùng, General Assembly, đúng rồi. Khi nào các bạn qua cái cutscene này nó mới xuất hiện ra cái nhiệm vụ này. Nhưng mà bạn nào chưa lên level 30 như mình á, thì cái nhiệm vụ này dư sức để cho các bạn lên thẳng một phát lên tới level 29-30 luôn. Ok, làm ngay. Cậu bay xa đó. Cũng hơi là ngay khúc đó hình như là mình có một cái safe house gần đó để mình chạy là mình lấy đi. Cho tiện. Dùng safe house cho nhanh. Rồi. Chính xác là vậy, mình có một cái safe house bên đây. Thật quá, một cái safe house gần đó. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái vụ mình cũng không rõ là khó nhất hay gì nữa, nhưng mà đây là vụ cuối cùng. Và mình chỉ có hai người thôi, là một mình và một đứa em nữa, cũng level 20 mấy rồi, gần 29 hay sao á. Thì bạn của mình tới luôn rồi kìa. Thì bây giờ mình sẽ teleport thẳng luôn tới nhiệm vụ luôn. Thì nhiệm vụ này nó là nhiệm vụ cuối cùng kết thúc tất cả cho các bạn luôn, cả cái virus report thứ 5. Thì để coi nó sẽ như thế nào, mình sẽ cố gắng giữ mạng sống tốt nhất có thể và cố gắng đi hết cái màn này ngon lành luôn. Tuy nhiên chúng ta còn phải có sự hợp tác giữa hai bên. Ok,
General Assembly level 28. Thì chúng ta có một người là level 28 như là người level 30 là mình nè. Mát đồ, nhưng chúng ta không phải cứ thấy mát đồ là cái gì cũng xong vô quánh được. Cứ bình tĩnh mà đánh. Ủa, cái này đồng đội mà mình cứ tưởng là địch. Nè, vãi chữ. Here the church, they were ready. Ok, chuẩn bị nha. Pick up. Take the explosive. Vãi chữ. MB Gore. Giờ chúng ta sẽ đi giết cái tụi Last Man Battle Lion. Má mình nghĩ là chắc phải xong vô tới trụ sở chính của nó luôn, còn gì nữa. Giết cái thằng gì General Please. Nếu các bạn nào có coi tập trước các bạn sẽ rõ. Ô, bắn một phát ngay đầu mình đéo chết. Đồ có màu vàng luôn mới ghê chứ. Sniper luôn. Đồ mới dính một viên ngay đầu bay má bay sạch cái màu trắng mà bay luôn cả. Đồ thấy mình thấy cây súng ngắm mình cũng nhiều lúc cũng OB lắm rồi đó. Hostile Empire. Đó này thì trốn nè con. Ok, về đây mình coi. Rồi, thanh niên kia đâu rồi? Tú trên kia rồi hả? Quá ngon luôn, trốn gì kỹ là ngon rồi đó. Nghĩ sao vậy bạn? Có vẻ như đang cố gắng tấn công thanh niên kia rồi. 64.200 đô. Yeah. Lên à. Nãy giờ vẫn chưa tốn nhiều đạn lắm. Má thằng nhỏ mà nguyên cây màu vàng mình cứ tưởng. Cơ lên. Chúng ta đang tấn công cùng với cái đám này. Má đám này không biết kiểu như giống CSGO đang nguyên đám này như kiểu Silver hai thằng GE đi chung vậy. Nè, chúng ta phải cẩn thận thôi ba. Vậy tập thể dục cái nhà chuẩn bị làm nóng gân cốt rồi vô bắn súng thôi chứ sao vậy. Vô. Check boy vô nè. Làm cái gì cũng phải hành động, cũng phải nhẹ nhàng cẩn thận, chúng ta không có gấp gáp cho lắm. Đấy, mình cái nhiệm vụ có vẻ đồ sộ chứ. Đi đây, sao mình tới nó đi bên kia cái mình đi bên này à. Đi. Má đi hai người cũng sợ bỏ mẹ ra, nhưng mà thôi kệ cứ đi, không sao cả. Má nhiệm vụ cho tới 200,000 mà trong khi ở đó nếu mà mình làm nhiệm vụ này lúc gỡ level 28, 29 là má lên cấp dìu luôn á. Đệt. Má xa vãi trưởng. Đó, mình bắn chuẩn vãi trưởng luôn. Ây, má 70.000. Má mấy thanh niên sợ chạy ba. Chạy hả mày, địch. Má giờ không sợ tốn máu luôn á, mình 35.000 mà máu mà nó vẫn cứ châu thế đéo nào á. Trong khi như em đi chung với mình là tới 50.000 luôn. Là không có up đam nhiều mà chỉ up máu thôi á. Má mình up tới cái gì luôn á. Mình toàn up đam không à, đâm ra máu thì cũng tạm ổn. Còn đam thì quá cao, đam mình tới 50.000 luôn. Cho nên bắn mấy thằng này giờ mình đam cái bắn một đứa mà lên tới cái 100.000. Chưa kể búp skill vô nữa đó, bắn một kinh dị ác nữa. Kinh dị Mỹ nè. Bắn một phát lủng đích luôn đó. Lủng đích nè. Chưa chết hả mày? Bắn mấy cái gì này phải tiết kiệm. Tại đạn nó không có nhiều. Như là cái súng càng kia. Lỡ có hết tròn cái mà xài. Cái sân này dao quá vậy. Đó. Mình nghĩ chắc có boss ra hay gì đó, cho nên chắc lùi lại hay gì đó. Biết ngay thế nào cũng có con đi ra. Ba con, một con nữa. Phải cẩn thận cái nhẹ coi. Cẩn thận vẫn là trên hết. Má thanh niên cầm shotgun với trưởng. Đồ, đang tấn công đó. Đó.
đó 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 đó. Má mình đem 800 mấy viên đạn luôn mới ghê chứ. 700 mấy rồi nè. Mà cây này cũng được gì chứ, mỗi lần mà đam nó lên á là lên tới 10 mấy ngàn luôn á. Rush into the parking garage. Giờ chúng ta phải tấn công thẳng vô tới chỗ để xe hay gì vậy? Ok, để chúng ta dừng lại cho nhẹ coi. Chỗ này có restock hay gì chúng ta? Không, nếu không có thì chúng ta đành phải tiếp tục thôi. Restock được thì quá hay. Wow 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 wow. Chuẩn luôn. Hay cái này, hay cái này, hay. Let's boss cái nhẹ đó. No threat found. Vẫn không có nơi nào dưới đây. Hồi xưa mới chèn ra kìa. Wow, nãy mình spot sớm quá. Ủa, nó phải yên tĩnh vậy chứ. Má, có đồng đội đi cũng đỡ hơn đi một mình đó chứ. Tại kiểu như các bạn có lỡ gì mà các bạn cần revive á, má có đồng đội cũng ít hơn, ít ra rồi. Còn ứng phó kịp thời, lỡ có chuyện gì còn cứu nhau được. Còn chứ không mà bắn kiểu này mà má bắn solo tạch một cái ngồi cười luôn. Restart checkpoint luôn. Nhưng mà được cái giờ máu trâu rồi, không sợ đứa nào hết. Má, tại vì mình có một cái skill mà mình có nói với bạn lần trước á, là mình có một cái bộ giáp là kiểu như nó tăng máu là dựa trên kill hay gì á, là cứ một kill là nó, hoặc là dựa trên cái gì á, là nó tăng tới 7% lần, cho nên rất là nhanh. Kiểu như mình bắn một đứa mình có thể mồ hồi lại máu cho mình luôn á, mà hồi rất là nhiều lần khác. Ok, chúng ta hình như mình nghĩ á là cái người mà mình cần giết á là thằng General Bliss. Cái thằng mà mình nói các bạn là nãy mình cũng đã nhắc á, là bạn coi cái phần tập trước của mình á, các bạn sẽ thấy ông Bliss đưa ra một cái lời tuyên bố là gia nhập vào đội quân của ổng. Đó, skill còn nhiều, ngại gì không sai. Đâu rồi? Cái nhẹ rồi. Ơi, bom cái ghê thế. Đó, quá dữ luôn. Ơi, còn nữa hả? Còn nữa hả? Xuống tiếp rồi. Kỳ nhân phải chèn vừa đâu. Wow, sợ chân kìa. Thế là đặc biệt đây, châu chó ra đây. Mấy cái này phải có shot jar, bắn mới tiện. Hồi chứ cái này bắn khó quá, đạn mình cũng không bị hết rồi nè. Shot nó thì được. Mình cái thằng này được có cái một cái mà dù sao cũng chết rồi mà. Chết nè, đó, còn tí xíu máu thôi. Nhập cái này là tạ ngẫm ngay. Nghĩ sao bắn lại được. Đồ cái này cũng phải chịu khó lắm nè. Má, nãy giờ bắn chưa dính cái đầu nó nè hả? Đệt, má nãy giờ bắn mới dính cái đầu nó nè, đó. Đúng rồi, tấn công mà mình nghĩ là nên tấn công từ đằng sau thì sẽ hay hơn á. Lúc mà nó bỏ cái khiên xuống nè, đó. Đó, đúng rồi. Ê, ngáo đá nè, đó. Má, không ngờ luôn. Ê, lùi lại. Ok.
Quá nhiều lúc cần nó nổ một phát 60 mấy ngàn đam thì nó sẽ hay hơn á. Này thì đúp cái đầu lên. Má anh mày canh sẵn cho rồi. Má có restock không ta? Cái chỗ này mà không restock sao đi ta? Từ từ đó nha, để check cái coi. Xem có restock hay cái con mẹ hay gì không. Chứ kiểu này hơi căng, mình còn 400 mấy viên à. Biết là cũng hơi nhiều nhưng mà chúng ta cần một cái gì đó đảm bảo hơn. À đây, đây đây, vừa mới nhắc. Thế nào mình biết ngay chỗ này phải bắn boss mà làm sao mà không có restock được. Ồ, khúc này chỗ này đẹp quá, kiến trúc nhìn giống như tụi nước Minh đúng không? Như bên Ý, Rome. Không phải, rõ không ta? Nhìn đẹp chứ. Spot cái nhẹ coi. Spot cái nhẹ coi. Wow 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 wow. Có 3 đứa mà nó làm như 3 tỷ đứa vậy. Đợt. Đấy, đó một thằng đã lên dĩa. Còn em này vẫn chưa lên dĩa. Ý gì còn một thằng tốt đằng xa này kia nữa kìa. Một thằng vàng khè luôn. Này thì chọi bom. Má chọi bom là ăn dính nguyên một quả liền. Đúng rồi, chúng ta cứ đổi qua đổi lại thì hay á. Hack the turret. Có vẻ như có thằng gì đó canh, làm sao mà hack cái turret được ta. Thằng vàng vàng này nè. Thằng này sniper. Wow 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 wow. Chúng ta phải hack cái turret nữa chứ. Hack kiểu gì ta? Hình như hack chưa? Thay vì chúng ta bắn thì chúng ta lên thẳng lên đây luôn. Thì chúng ta học sẽ phải không cần phải dùng hack cái turret nữa. Nhưng mà nó cũng hơi căng ấy chứ. Căng quá. Có hàng một cái, ba cái. Một cái ngay đây. Rồi hai cái turret nữa, hơi căng. Đó, chỗ này đúng là kiểu như pháo đài luôn á. Má căng đúng căng luôn. Phù mời lính kìa. Lính nó thiết kế đồ gì, trang bị tận răng luôn, kiểu không ngán đứa nào. Má xong ra trốn không người á. Này thì đứng nhìn. Ồ, không ngờ cái cây gì mình nhiều lúc được cái hiệu quả ngon. Ui, chèo vào đây thử coi. Hack the turret nè. Mình nghĩ chắc nó nói cái turret này nè. Nhưng mà để coi nó hack chỗ nào nè. Thêm một cái nữa nè. Ok, xong rồi đó. Tới checkpoint luôn. Là ngay khúc này turret nó sẽ không bắn nữa mà chỉ sẽ một slash cây hả. Má còn gì đó nữa. Thì tức là nó bắn quân địch hay quân quân mình nữa ta. Đồ quá, cái pha đằng sau 1.4 mấy ngàn đam. Kinh vãi nồi. Mà có điều là nó không như hồi nãy má cái lúc ban đầu mà được 100 mấy là ngon cơm rồi. Xem có ai nữa không ta. Sao đi tốt là kỳ gì? Assault the United gì, UN gì cái gì vậy? Tôi check boy luôn rồi. Ủa đi hướng nào lên vậy? Ủa có hướng vô bên trong nữa nè. Kinh vãi nồi. Ơi sao lên lẹ vậy? Má thanh niên đi không đợi luôn mà mình vẫn ngáo ngáo đuôi như này tục vãi. Má trong khi lên tới đằng đây luôn rồi. Xô lẹ. Lẹ vãi chữa ấn luôn. Ồ, để spot cái nhẹ coi. Trên trong đây có những thành phần như thế nào mà chúng ta cần phải tiêu diệt. Những thành phần xấu xa không được chấp nhận. Địch, tôi nghĩ lại má ghê vãi. Nó bắn đột cái kiểu kinh vãi nồi. Má game này nhiều lúc nó cũng có glitch, cũng hay chứ.
Hôm bữa mình gặp một cái glitch là kiểu như địch không thể vào bắn được mình mà trong khi mình bắn được địch, thế mới hay. Với lại nó cũng khiến cho địch nó không di chuyển được, kiểu như mà nó mỗi lần nó cứ di chuyển nó sẽ dò chừng lại. Mà do là cái chỗ mà mình né nó có vấn đề, nó kiểu như nó sẽ dò chừng hoài mà nó không có đi qua được. Như các bạn thấy là AI của game này nó cũng rất là cải tiến luôn rồi đó. Đằng khác địch nó chạy luôn rồi mình nạp đạn mới tục chứ ta. Máy được cái thiết kế nhìn nó đẹp quá, game thế này thiết kế game đẹp quá. Trong nội thất này nọ mà nhìn đẹp. Mà xem hồi đó game này xem bóc nữa chứ. Được đó má, thằng kia má hưởng đam đầy đủ luôn. Ai bắn cái cục rồi rớt xuống cái ta. Nó chuyển từ sniper sang đồ 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 má chạy luôn ghê vậy. Ghê vậy bạn. Hình như có mìn hay gì nè. Đù một phát ngay đầu chết luôn. Investigate Keener. Keener là cái gì ta? Chúng ta cứ đi bình tĩnh đi từ từ thôi, chúng ta không cần phải gấp gáp để làm cái gì. Keener nhìn giống kiểu Echo vậy á. Echo, đúng rồi, Echo luôn chứ còn gì nữa. Cậu bé ngắn Raptor Domino gì đây. Ghê kinh vậy. Read the General Assembly. Chúng ta tới nè, nhưng mà vấn đề là làm cái gì mới được chứ. Use keypad có nút nè. Ok, chúng ta chuẩn bị đây. Má không ngờ đánh solo mà chúng ta vẫn còn chó chó tới mức độ vậy. Má vẫn trụ đến bây giờ. Cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ thông nhau sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này. Wow, 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 wow. Rồi có thấy cái gì đó không ổn rồi. Xuống cái sảnh chính là thấy nó có vẻ gì nó đông đông rồi. Đó, đó. Oh, what the fuck? What the fuck, mấy thanh niên chui đâu đây? Chui đâu đây vậy bạn? Má chui bao tỉnh luôn, má thiết nghĩ lần sau nên spot chứ là thẳng tính. Má nó chui bao tục luôn. Đó, thanh niên nào vừa mới thấy cái đó đây vậy. Này thì quái thường nè, bố mày bắn cho mày chết. Ồ má tỉnh, thanh niên tỉnh, chạy ra giữa đường ngồi. Đó 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 đó. Má cây này mà bắn hết băng đạn là thằng này tạch chắc. Chắc luôn, không còn phải tạch chắc nữa mà gọi là chắc chắn là điều đó rồi nó. Đồ. Rớt đồ tím luôn. Má thanh niên nhảy gì lụm nữa hả? Má lẹ gì? Đồ tím nó nhưng có nhiều đồ nó không mạnh bằng đồ của mình. Mà phải check cho kỹ vào. Chứ không nhiều lúc bây giờ nó đi mình cũng không biết lường đường trước để lường. Không giống bữa mà mình bị kiểu như thì đâu đâu có spawn ra mà mình bị phục kích 20 chỗ. Nhìn ghê vãi. Đù quá, coi nè, coi nè, coi nè, coi nè. Đó, 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 đó. Nó tìm mình đúng bất khả chiến bại luôn. Nó thử nghĩ mình đi 4 người không biết sao nữa. Mình nghĩ là theo như là nếu mình bạn đi càng nhiều nó ra cái lực lượng quân nó đi theo nó càng nhiều. Mình nghĩ là vậy. Cho nên nếu bạn các bạn đi càng ít thì bạn bắn càng ít nhưng mà độ khó nó cũng như nhau hết á. Mình nghĩ nó cũng không khác gì đâu nhưng mà chỉ khác cái số lượng thôi. Hình như đi lên khúc này nữa nè. Khúc này đẹp quá ta. Reach the General Assembly. Neutralize LMB Command. Ê, hình như thấy gì đó đâu đây. Họ phải hợp restock không? Ừ đúng rồi, đó, restock nè. Má lúc nào mình cũng cẩn thận hết. Má restock 24/7. Đù 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 đù.
con thanh niên đây má, tột gì ba, tột gì ba, để thấy máu nè, máu nè, đỏ lên em. The fuck, cái đó là cái không, cái thằng, cái thằng mà nó ngồi đằng sau cái turret, mình cứ tưởng cái turret màu tím chứ. Má nhìn cũng tục, vãi chưởng. Ô má, thanh niên đi bộ lên tới đây luôn hả? Đi bộ ngộp thở hả con, ăn đạn vào đầu. Còn cái cục này là cục gì đó? Ô má, thanh niên tỉnh vậy? Lỡ nó không sợ nó chạy ra sao? Cái đỏ đỏ là gì tao mình cũng không hiểu nữa. Má nhìn tục vãi, coi kìa. Bắn một phát bay mẹ cái máu rồi còn gì. Biết ngay, lùi lại, lùi lại, lùi lại đó. Thì mình xử mấy thằng sniper này cho. Đù má, thiết nghĩ mình hay vãi. Socket vãi chữ. Ồ, mém chết, mém chết. Wow 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 wow. Tụi này nó bắt đầu nó ghê đó. Ý, má sniper. Coi kìa má, kinh vậy. Bắt đầu kinh vậy luôn á hả? Má 402.000 luôn, kinh. Má không ngờ cái số 1.000 mình của mình một ngày nó lên mức độ vậy. Má mình đợi sẵn luôn nè. Coi cái cover thì hay biết mấy. Tự nhiên nó mới chiếu đèn xanh lá cây vào mặt lại mình bị chiếu tia laser. Còn sao giờ mình biết cách đặt chị mấy thằng này rồi. Má bắn phải cẩn thận. Đù, má một cái đầu. Ờ, nghĩ sao vậy em? Nghĩ sao vậy em? Bắn bao thuộc viên bên đây anh đắp rồ rồi má sang đây má khỏi bàn. Má nãy mình chưa boost skill, mình còn chưa boost skill mà vậy đã vậy á. Đó, trồ má chuẩn luôn. Nãy giờ chỉ còn em level 28 này thôi sao? Mình nghĩ là còn một vàng nữa. Nhưng mà không phải kiểu như thế này. Kiểu như cũng mạnh nhưng mà phải mạnh hơn chứ. Bị spread rồi kìa. Má chết ngay, bắn ngay đầu thế nào cũng chết. Neutralize the LMB command. Thiết nghĩ mình nên đi hồi thêm đạn cái đó. Má, cẩn thận là chết hết. Do interact with the laptop. Interact đi ba. Má, canh canh khúc này cho má. Chỉ cho đảm bảo thôi. Má, căng thiệt. Làm đi, ủa. Địch, incoming hostile. Giờ đến hướng nào trời? Má nó chèn ra như cũ hả? Mình nghĩ là vậy. Wow 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 wow. Đồ má hên quá, hên quá. Đồ có một hàng là màu vàng khè luôn kìa. Gì domino gì ghê vậy? Má, hàng này chắc chuyên bán pizza nè, đó, mình hay ăn. Bánh này hơi bị nổi. Wow 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 wow. Có gì đó không ổn, có gì đó không ổn. Đâu rồi, từ từ nha, bắn nha. Nó đâu rồi, nó đâu rồi ta, nó đâu rồi. Domino đâu rồi? Wow 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 wow. Má, dạo này thanh niên order pizza có vẻ như rất là giận dữ so với khách hàng này. Nghĩ sao vậy em? Địch. Spot hết. Má, anh mày chuẩn bị tinh thần bắn hết rồi. Còn thanh niên đây đứng đây nữa nè. Quá, thanh niên này thì xoái ca mẹ rồi. Ồ, đồ 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 đồ. Đồ thế lại đấy phải dàn vừa đâu.
Má kinh vãi nồi, kinh vãi nồi. Đùa, lúc nào mình cũng, má mình biết là thế nào nó cũng vậy, cho nên má mình thủ sẵn chỗ này luôn. Hay vãi. Nhưng mà không thể chủ quan được, thằng này nó có thể giết mình bất cứ lúc nào. Ờ, không hên đâu, mình để mình thủ sẵn cái skill gì ta. Thủ sẵn cái skill double dam lên nè. Đu 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 đu. Bị kẹt rồi thế đéo nào. Địch để mình hợp đạn lại, xong mình vô double dam cái nè. Mấy cái này phải tập trung một cái. Địch mẹ nè. Con em ơi. Đó, double dam mà còn sống nữa tao cùi. Wow wow wow, cái gì đây? Ui, ông kia hồi sinh lại luôn hả? Kì. Ghê vậy ba. Ôi má, khúc này mình ảo vãi. Ê, cái này vui nè. Cái này vui nè. Cái này vui nè, đó. Đứng bắn đúng bao tỉnh ngộ luôn. Tỉnh quá đi luôn. Cái đỏ đỏ đó gì đó. Mình nghi nó là mìn hay gì á. Nó là mìn hay gì á. Sợ đặt trúng rồi bắn hết luôn. Talk to the JTF. Hồ hồ. Hên quá. Hình cái đó là revive hay sao á. Tự động hồi lại hay sao. Mà nãy giờ mình chưa chết nữa ta. Restock lại cho chắc ăn. Tại mình không có tin nhóm những khu này có vẻ an toàn một tí. Nói chuyện cái nhẹ coi. We will be got them. Reach the courtyard. Trở về sân trước rồi kìa. Restock full cây luôn rồi. Má khúc nãy hơi căng não. Please. Cái gì đây? Gì vậy? Má. Hồi nãy hết thằng quần kia giờ tới thằng này nữa hả? Trời ơi, căng não vậy. Ôi căng não vậy. Căng quá vậy. Ô, máy bay luôn mới ghê chứ. Thể loại mới. Má này mà có double dam mà ngon biết mấy. Ô, wow. What the fuck. Má công nhận cái này nó cũng xi nhê thiệt ba. Nó không biết bắn cái gì mới xi nhê được, nó bắn cái đầu cái máy bay. Ba bắn cái 5.000 đều luôn ba. Bựa vãi. Công nhận. Wow, không phải dạng vừa đâu. Không phải dạng vừa. Ây da. Địch má còn có vụ này nữa hả? Hết thằng kia rồi còn tới cái vụ hostile inbound nữa, thêm nữa hả? Má bắn cái này đã khó nhạt rồi mà còn gặp tụi kia nữa. Địch căng vãi. Để spot cái nhẹ coi. Để mình giết mấy thằng này cho đã. Tập trung bắn cái thằng hay hơn. Má đang tập trung bắn cái thằng mà đâu ra mấy thằng này. Trời ơi. Tránh ra ba. Má hình như nó bắn vô chỗ này không được cho nên chứ mình nghĩ. Wow. Làm cái nhẹ coi. Má mình có chỗ hồi máu luôn rồi nè. Địch. Má để thấy cái này là bắn đi cho rồi. Má nhanh gọn lẹ. Thời buổi như này mà bắn cái cây kia bắn tới khi nào mới xong. Mấy cái máy bay đâu rồi. À, vãi trưởng thiệt. Bắn chỉ cần mà nó tụt cái cây màu vàng là xong rồi. Xong luôn. Bố không ngán mày nữa. Đù. Ghê vậy dân chơi. Má bắn rồi. Con nó bắn rồi. Trời ơi bậy quá dân chơi.
Má, thằng này công nhận boss cuối có khác. Hostile inbound nữa hả? Ok, để anh lo. Má, công nhận nhiệm vụ này đánh hai người có vẻ mệt. Một người chứ lẽ chắc tạch luôn quá. Tự nhiên nó mất kèm màu trắng rồi. Đúng rồi, nó mất kèm màu trắng rồi, mừng quá. Đệt, có thằng kia kìa. Wow 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 wow, để chạy ra khúc này kìa. Threat found 5. Vẫy trưởng. Lên càng 5 thằng này kìa. Ô, công nhận cái nhiệm vụ này phải hơi bị cân não luôn. Má, phải trốn kỹ vào, không nó bắn thục mạng. Đệt, cửa bắn gì căng quá vậy. Má bay bay lượn lượn trên nóc hoài, má nhìn ghê vãi lìn. Đù 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 đù. Ngộ nhỉ thanh niên. Có vẻ như mình nếu mà bắn có súng ngắm thì nó cũng không có xi nhê gì mấy. Cao lắm cũng 13 đam à. Cái quá gì ghê vậy. Má, cái thể loại mới ghê nè. Má móc lớp từ đằng sau nè. Á đù nữa hả? Đù má ghê vậy. Má phải cẩn thận. Ây da, ây da. Má lập tới mức này không thể chết được. Hỏi má cái nhẹ coi. Má phải cẩn thận một tí coi. Trời ơi, nó khó quá. Má gần xong rồi, gần xong rồi. Gần chết rồi, còn có chút xíu nữa thôi. Má cố lên. Má vẫn đang vượt lên chính mình. Đu 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 đu. Đu 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 đu. Không ngờ mình bắn được tụi nó luôn mới ghê chứ. Kinh dị Mỹ. Đây còn mỗi thằng này sống rồi đó. Má thề là mày nghĩ mày sống sao. Má tao vừa mới hạ nguyên trực thăng được tim mày đó. Chắc để thằng kia mấy tụi kia nó xử lý đi. Mình revive cái là tính. Quá là ư là căng não. Nhưng mà chúng ta đã làm được điều được căng não nhất luôn. Má, bắn sập nguyên máy bay. Chuẩn mẹ luôn. Má, kỳ này đâu đúng là quả kỳ tích luôn. Mission complete, đô. Chuẩn luôn. Chuẩn quá luôn. Trời ơi má, đồ nhìn đồ rồi má, đồ một đống luôn. End game gì đây? Joy or die gì đây? Action complete. Last man standing. Ô, đồ tím quá trời luôn. Đem về bán, có tiền đi mua súng vàng chơi. Yes. Yes, 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 yes. Má quá trời luôn. Lượm đồ tím cái coi nào. Ok, như các bạn xong hết rồi đó. Và hiện tại nãy nó vừa mới hiện lên end game. Thì sau end game có rất nhiều hành trình để đi tiếp, kiểu như là nhiệm vụ hàng ngày đây. Và đã zone cái kiểu như vậy để các bạn có thể kiếm thêm nhiều loot hơn. Thì có lẽ mình sẽ cày thêm vài tập kiểu như là kiếm loot này nọ vân vân.
Thì cảm ơn các bạn đã xem qua cái series The Division trong khoảng thời gian qua. Thì có vẻ như mình làm ra khá là nhanh, và hầu như ngày nào mình cũng đăng, và đăng rất là đều, một ngày cho các bạn xem. Thì tới tập này là mình làm rất là nhanh rồi, và mình lên tới level 30 trước khi mà mình có thể làm 2-3 nhiệm vụ cuối. Thì đây là một cái bước tiến mà mình thấy khá là nhanh và khá là vui, và hoàn thành được game khá là sớm, và hợp tiêu chí là chơi nhanh và hay. Và nếu các bạn nào có ý kiến đóng góp thì các bạn có thể nói cho mình biết trong phần comment bên dưới, hoặc các bạn có thể vô cái fanpage trực tiếp của mình để có thể góp ý kiến nhiều hơn cho mình. Và kiểu như mình có một cái blog nhỏ nữa thì các bạn có thể lên đó nói chuyện trực tiếp luôn, thì mình sẽ giải thích này nọ vấn đề tại sao, ví dụ như công việc này nọ thì vân vân. Nếu có mọi thứ mình sẽ giải thích hết cho các bạn coi. Và tới đây là end game rồi. Nói chung thì nó cho cái súng thì cũng không có cây gì đặc sắc cho lắm. Cây này 52.000 mà súng lục thì nó nhìn không có hứng thú gì lắm. Tại vì cây này mình cũng biết là cây nó mạnh hơn, nhưng mà mình không thích xài. Còn cái này được á. Mấy cái này được á, mà màu tím nữa nè. Tăng đa mấy kiểu kinh dị mỹ. Đã vãi scavenging. Ok, đây tím giờ nguyên slot gần tím hết luôn rồi đó. Cái này firearm ok hơn, nhưng mà nó giảm skill power. Có nên up không ta? Mình thì cũng không có cần nhiều lắm, mình xài vừa vừa được rồi. Nói chung thì loot kỳ này thì mình thấy cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Cho nên các bạn nào muốn có đồ mà ngon hơn nữa thì các bạn phải làm tới mức độ hard hoặc là challenging. Tức là sau game này các bạn còn phải chơi nhiều hơn nữa thì bạn mới thể kiếm được nhiều đồ hơn. Vậy thôi. Và sau đó thì có lẽ mình sẽ cày cuốc Dark Zone thử xem như thế nào, rồi để có thể đăng clip cho các bạn coi. Và mình sẽ kẹn gặp lại các bạn với những series sau sớm nhất có thể. Và coi như thế đây, coi như là tạm hết rồi đó. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, nếu như mình có cày thêm Dark Zone này nọ, mình sẽ làm nhiều clip hơn cho các bạn coi. Kiểu như sống sót ở Dark Zone, kiểu đại loại như vậy. Rồi bà, ok. Bye bye các bạn. Và nhìn mặt nhau lần cuối nhé. Ta-da. Và chúng ta đã hoàn thành The Division. Quá đã. Và sau cái vụ cuối cùng, ta còn một cái nhiệm vụ nhỏ nữa, cũng cuối cùng, nhưng mà nó cho chúng ta cái reward cuối cùng, sau khi chúng ta hạ được cái ông Charles Bliss Unknown Signal. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào ngay đây. Thì coi trong đây nó có cái gì thì mình cũng không rõ nữa, nhưng mà có lẽ cũng mờ ám đấy. Nhưng có lẽ mình nghĩ là đi một người cũng được, chắc chỉ là tìm hiểu cái gì thôi. Investigate the unknown signal. Chứ nó có một cái dấu hiệu gì đó đặc biệt. Và nếu các bạn nào đi các bạn nào muốn tìm cái này á, thì các bạn có thể làm hình như là phải xong cái nhiệm vụ chính cuối cùng á, là các bạn có thể unlock được ngay. Như đây, cái này có một cái eco nữa hả? Eco phòng chứa thuốc gì cái kiểu ghê vậy? Má, thuốc men gì đây nhóc? Đồ. What the fuck? Đây đây, có một cái eco nè. Unknown signal, the final curtain. Oh. Ok. Chúng ta được một cái virus report nè. Aaron Keeper. Nghề nghiệp là một lính Division. Không phải. Có lẽ là có một chuyện đó đây xảy ra mà mình không biết. Those things die on Black Friday. Luật pháp, chính phủ, những thứ này chết trong một ngày Black Friday. Chỉ có một ngày Black Friday mà cả nước Mỹ trở thành như thế này. Cần chúng ta một cái virus report cuối cùng nhé. Để coi đâu rồi. Intel, mấy ngày mình coi hết rồi, mình đã bật cho bạn coi rồi. Đây, virus reward cuối cùng. Các bạn buộc phải làm xong nhiệm vụ cuối cùng và hoàn thành nó thì các bạn mới thể làm cái nhiệm vụ phụ này và đúng ra unlock được cái virus reward này. Trời, bơm máu. Má, vừa bơm 3, 4 gì không bơm được. The smallpox virus, one of the deadliest pathogens on the planet. For centuries,
It did a wonderful job of helping keep the human population in check. But times change, and sometimes Mother Nature needs a hand in improving her creations. Like, say, speeding them up a little bit, making them contagious when they should be quietly incubating in a host, or making them more lethal. I didn't come up with the approach on my own. My friend Vitaly is one of the pioneers in the field. Ôi trời ơi, em tham vào giờ còn không được nữa. Genome as data. You see, once we digitized DNA, we made it infinitely mutable. We could do 1,000 virtual variations in the time it used to take to grow one generation of pathogens. And we could pick the most lethal combinations. Game khủng nhưng lỗi gì? Em khủng nhé. Mix in genetic code from other diseases, and you move the sliders all the way up on lethality and virulence. The goal was a 90% mortality. I'm not sure my green poison is going to quite hit that, but honestly, that's just details. As long as most of humanity goes, the Earth stands a fighting chance. Technically, technology is what's killing the planet. But that's not really the case. It's the green technology. But a funny thing happened on the way to $100 genome maps and 3D printed plastic toys. Someone figured out those technologies could be repurposed, modified for the greater good. Me. What the fuck? Now, my virus is gonna do what nature's always done. Decide who lives and who dies. And if nature decides I die, then I die. If nothing else, I'll have a lot of company. Natural selection at its finest. Yeah, mà tôi thấy cũng hay nếu mà thêm nhiều giai đoạn vô, giống như gạt lại nữa. Như gạt ta, giống như mình vô cái khung phùi đó, bắn ra. The same way I processed the smallpox genome on my laptop. And who's to say that wasn't the plan all along? If by some miracle you survive green poison, then nature's decided you deserve to live. The rest of us shouldn't and won't. Godspeed. I'll see you in hell.